quý khán giả thấy đây, một cái lớp bê tông dày đến hơn 20 phân, nó đã trơ mình như thế này. Gần như cả cái tuyến đường được phường Thuận An đầu tư để mà làm cái bãi tắm mới cách đây một thời gian cũng rất là ngắn thôi, thì bây giờ không còn gì quý vị, các đất lấp cầm hết, và nếu không lấp thì nó cũng đã làm phá hoại gần như là hoàn toàn cái lập con đường này. Và coi như sang năm là phường Thuận An, thành phố Huế phải đầu tư gần như là toàn bộ để mà phục hồi lại cái bãi tắm. Phần đó là liên quan về đây, thực sự là rất bất ngờ, không ngờ rằng là một cái trận bão Trami với sức gió chỉ khoảng cấp 8, cấp 9 thôi quý vị, mà nó đã tàn phá khủng khiếp như thế này cái bờ biển Thuận An. Xin chào tất cả quý cô chú anh chị và quý khán giả. Phía trước của quý vị khán giả đó là một cái đoạn đường bị ngập ở phường Thuận An, thành phố Huế. Đoạn đường này là đoạn đường gần với các cái bãi tắm đó quý vị. Và sau cơn bão Trami, tức là bão số 6 vừa rồi, thì nước biển tràn vào phía bên trong. Và hiện bây giờ sau một ngày sau khi cái cơn bão đã thành áp thấp nhiệt đới và nó đi rồi, nó tan rồi, thì cái tình trạng mà ngập nó vẫn đang diễn ra như thế này, ảnh hưởng đến cái vấn đề đi lại của bà con. Ngay đoạn đi ngập thì chứng tỏ rằng là rất là nhiều những khu vực dân cư bà con vẫn đang sống trong cảnh ngập lụt. Nước bây giờ thì đang ngập khoảng chừng 20 cm thôi, việc đi lại là hơi khó khăn, xe máy thì vẫn đi được nhưng cũng hơi khó khăn. Hôm nay thì chắc chắn là nước đã lụt rất là nhiều rồi. Còn những ngày trước thì Lê Quang nghĩ là không thể di chuyển qua đoạn đường này được. Ở trong cảng Kiệt thì Lê Quang thấy là nước đã ngập, nhà dân cũng bị ngập. Như vậy là cái đợt bão vừa rồi ảnh hưởng rất là nặng đến các cái vùng ven biển, mà trong đó là có Thuận An. Và thưa quý vị các bạn, hôm nay thì Lê Quang về Thuận An để ghi nhận cái tình hình thiệt hại của bà con trong cái đợt mưa lũ vừa rồi. Đặc biệt là cái tình trạng sạt lở bờ biển đang diễn ra hết sức nghiêm trọng, phải nói là khủng khiếp. Qua những hình ảnh mà Lê Quang nhìn thấy, bây giờ chúng ta sẽ về đó để kiểm chứng cái thiệt hại này. Ngay trong cái thời điểm bão đổ bộ, sóng biển lên cao, thì Lê Quang vẫn thấy có rất là nhiều người ra biển để livestream những hình ảnh mà tan hoang sau bão luôn. Đây bãi tắm Thuận An. Và chúng ta sẽ xuống bãi chính luôn quý vị nhá, để xem thử là có bị thiệt hại gì không. Sau khi cái cơn bão đã đi qua. Đây. Đây bãi tắm Thuận An, đây là bãi chính quý vị nhá. Và vừa rồi là được đầu tư rất lớn, mùa hè vừa rồi được đầu tư rất là lớn. Không biết nó có bị thiệt hại gì ghê gớm lắm hay không, nhưng mà qua những hình ảnh mà của những cái video thì có nhiều người bảo là không biết sang năm thì khi mùa hè đến thì bà con sẽ như thế nào, việc khai thác du lịch sẽ như thế nào. Đây, thưa quý vị và các bạn, trước chúng ta là cái bãi tắm Thuận An mà mùa hè vừa rồi thì Lê Quang đã có dịp về rồi quý vị. Ôi, hoàn toàn thay đổi luôn, hoàn toàn khác biệt.
Kính thưa tất cả quý vị khán giả, đây là bãi biển Thuận An, chính xác là bãi tắm Thuận An. Đây là những cái nhà hàng rất là đông người vào cái dịp mà Lê Quang đến vào cái mùa hè vừa rồi. Con đường đi vào bãi biển, đây là quán hương biển quý vị này. Đó, và thưa quý vị các bạn, Lê Quang không còn nhận ra cái bãi biển mà cách đây khoảng chừng hơn một tháng về đây để tắm, không còn nhận ra đâu quý vị ơi. Ở đây Lê Quang nhớ là có những cái con đường bê tông này mới làm này, thì bây giờ những con đường này nó không còn gì. Đó, nó nằm ở phía dưới này rồi quý vị ơi, nó chìm lụi khuất dưới một cái lớp cát dày cả phải là cả hơn nửa mét nữa quý vị, nằm dưới này. Đó, và cái bãi tắm từ khoảng này xuống dưới kia khoảng chừng 50-60 mét, thì bây giờ chỉ còn khoảng 20 mét thôi. Dưới kia vâng, nhưng mà dưới này đây là con đường đó không bị lấp lên đấy. Ở trước đây là cái con đường này. Mình là Lê Quang Channel. Đây, Thuận An Beach. Đây, và thưa quý vị các bạn, đây là những cái con đường bê tông này, những lớp bê tông rất là dày. Đây, tông dày đến hơn 20 phân. Thì bây giờ nó bị bóng hết rồi. Không thể tưởng tượng nổi luôn quý vị. Đây, quý vị thấy không? Những cái con đường bằng bê tông mới được đầu tư đây, mới làm đây, bây giờ nó đã bong tróc, ngộ ngang như thế này rồi. Đây, đầu tư rất là lớn, rất là nhiều tiền, bây giờ là tan hoang như thế này rồi quý vị. Nhiều người về đây để nhìn chứng cái cảnh thường này rất là đau lòng luôn. Ghê quá anh ấy, quá ghê luôn. Không qua sóng đấy anh hả? Sóng đang đánh vào đúng kia luôn hả? Thưa quý vị, hôm qua đây là sóng nó cao lên cả 5-6 mét. Như anh đã nói, nó đánh vào phía bên trong luôn. Một lớp cát dày cả mét, nó đã phủ hoàn toàn cái bãi tắm này. Thật là không thể tin nổi, bàng hoàng luôn quý vị. Đây, quý vị thấy là người dân ngồi về đây để nhìn này, nhìn cảnh tường mà thấy là đau lòng luôn. Chị về thấy thế bất ngờ chị? Đấy luôn hả? Không, mấy ngày vừa rồi thì sóng nó có mạnh chị? Mấy ngày nó sóng nó lên tới đến cái quảng nữa. Đánh vô trong cái quảng luôn? Đánh vô quảng luôn. Như vậy là sóng nó cũng cao phải 4-5 mét đó chị à? Con nước là tràn vô trong qua bên đường nó vô sông luôn. Nước biển là tràn vô sông, là nói chung là nước biển với thêm nước sông là hai nước gặp nhau. Cả sông với cả biển là hai biển thoáng dạ, nhau luôn. Dạ, tràn vô luôn. Nhà chị có vào được không? Thà em lên ngang đi. Lên ngang lưng luôn hả? Bình thường lâu nay đâu có bị không? Về mùa này là sẽ bị. Mà phải bị một bên nhà em đâu, bị cả xóm nữa, cả xóm mấy trăm mấy nhà nữa. Dạ, nhưng mà như năm nay là cũng là mặn, cũng là nắng dạ, đúng ạ? Dạ, năm nay cũng là mặn. Dạ. Năm nay là năm ngoái là không có lỡ vỡ giống như nữa. Mà năm nay là có thể vỡ giống như nữa. Giống như năm ngoái cái chỗ này họ đâu có bị tán như thế này. Dạ không.
năm nay nó đi tăng khoa luôn. Dạ. Vậy mình con đường mà đầu tư mà vừa rồi bài tập là hư hết luôn. Dạ, đúng rồi, năm nay là hư hết luôn. Này, quý vị có thể thấy là ngay cả người dân của Thuận An, những người mà thường xuyên là nhìn thấy sống trong những cảnh tượng thế này thì họ cũng cảm thấy rất là bàng hoàng. Ở ngoài kia thì sóng biển như thế này đã giảm đi rất nhiều nhưng mà vẫn còn rất là mạnh. Còn ngày hôm qua thì sóng biển vào đổ vào đây 7-8 mét, đánh thẳng từ ngoài biển vào phía bên trong đất liền và những quả hàng quán thế này. Để chúng ta thử vào phía bên trong để xem thử bà con khắc phục cái tình trạng như thế này nào, như thế nào. Đó, những cái dương thế này này, quý vị thấy đây là những cái ghế đá này mà Lê Quang hình như là năm vừa rồi Lê Quang ngồi đây đây, thì bây giờ nó như thế này đó quý vị, cát đá bùi lấp lên cả hàng mét. Dạ chào anh. Dạ thì em đi ghi nhận cái tình hình thiệt hại của mình, ba con mình thấy cái bài tắm ghế của anh ấy. Cả đi mới cạc mình bôi lấp chắc cũng phải cầm mét đó nè. Dạ. Ở hôm qua đây thì những hình ảnh như thế này thì ngay trong cái thời điểm sau mưa bão và trong bão thì cũng có nhiều người ghi nhận lại được. Hàng quán, đây là hàng quán ở Thuận An. Trước đó, trước khi cái thời điểm mà cơn bão đổ bộ thì chính quyền của thành phố Huế huy động một lực lượng rất lớn, quân đội và dân quân ra đây để mà đắp lại, nhưng mà dường như là nó cũng không thể thay đổi được cái gì quý vị. Đó, những cái bao tải cát thế này để ngăn chặn cái tình trạng là sạt lở, sói lở. Nhưng mà sau khi cái cơn bão qua đi, thực sự là chúng ta cũng không thể tin vào mắt mình luôn. Đây là cảnh tượng mà quý vị đang thấy ở bãi biển Thuận An và đã kéo dài cho đến về diện Phú Thuận hơn một cái số là như thế này đây. Dạ, chào chú. Kênh bơ. Dạ, chào kênh Lê Quang Xin Đô chú. Lê Quang hay Quang là nghe. Dạ. Đây là Lê Quang rồi đó. Dạ. Nhà chú ở đây luôn hay sao chú? Đây luôn. Quảng mình quảng luôn hả? Chú luôn. Chú luôn hả? Chú rồi thì sau cái cơn bão này thì thiệt hại như thế đấy chú hả? Thiệt hại ngay mấy ngày qua chứ nó còn nóng đó, nó còn nhám chờ để đó. Bây giờ thì nếu sang năm thì phải như thế nào thì thấy các cái đường cũng được. Cái lợi do chính quyền thôi chứ người dân thì họ chỉ biết thực thi thôi chứ. Dạ. Để chứ đi mà họ dẫn vào đâu mà làm chi nổi. Cũng làm ngà đúng không ạ? Chứ tao thấy năm ngoái là cũng có lụt, cũng năm trước cũng có lụt nhưng mà hình như là cái thiệt hại nó không. Năm mô hàng có hết nhưng mà có năm nặng năm nhẹ. Như năm nay là gọi là nặng đúng không ạ? Như cũng đi là hơi nặng dữ đó. Dạ. Như đi năm như đi nặng là so với mọi năm khác. Dạ. Mà chú này nếu như giả sử như mà mình cứ đầu tư một cái bãi tắm thế này mà sau những cái đợt bão mà sau những năm thế này thì nó lại trở lại như cũ thế này thì sao chú ạ? Có giải pháp nhất. Lỡ nữa. Thằng có bôi chỗ đi thằng lỡ chỗ khác nữa. Nhưng mà chỗ này hình như năm nào lỡ á, cháu thấy nó không. Từ đây đến về Phú Thuận năm nào hình như lỡ hết. Dạ. Hôm qua sóng là đến vào ngang đâu ạ? Hôm qua hả? Dạ. Ngang như chỗ thập hương nữa. Sóng là lên ngang rồi, lên ngang thương ngang nữa, đẩy đá luôn sau nữa luôn đấy. Là lên ngang cao ngang đây ngang đây. Ê, cái ghế bằng đầy từ đến dưới nó mới vô lên đó, nhìn xuống ác thăm đó lúc đấy. Dạ. Hầu như mấy ghế đấy là sóng hết, hư hết đấy đó. Gãy hết. Chắc là mình di chuyển hết chứ chú hết. Chạy chứ, riêng nhiên dặn, mới mà ra chứ mới làm vệ sinh. Mới đợt đó là mới bảo mà cấp ngang, cấp 8, cấp 9 gì hẳn, mà cấp giống như là cái bảo gia ghi này chắc là không còn gì.
Dạ khi mà đi ra luôn đó. Dạ, ra đi luôn đó. Dạ, dạ, nhưng mà thầy chủ con, thầy con cười, thầy con được, con như thế này, con tin lưng được. Con quản hư là được rồi đó. Tài sản mình cũng, cái thiên nhiên thì mình răng mà lương được được. Dạ. Bị Nga, bị Nhật đâu rửa mà tôi giàu có mà tao có học tiếng tiện tao lên phục vụ. Mà con phải bỏ tay không á? Mà bỏ chạy có bỏ chạy á. Dạ ghi có bỏ chạy đó. Ghi bỏ chạy Hồ Chí Minh Thảo. Hồ Chí Minh. Dạ. Đi là được rồi. Được rồi. Ở chúng ta tỉnh mạng là quan trọng thế, cái yeah. Tài sản thì chứ yeah. Thứ hỏng thì mình làm lại thôi. Yeah. Còn cái này thì chắc là nhà nước phải có hỗ trợ thôi, yeah. Hỗ trợ để làm lại. Nhưng còn một cái chỗ này, cái bài tắm này cũng là cái trọng điểm của thành phố đấy chứ. Thành phố trực thuộc trung ương mà rí Hà Nội về Sài Gòn ra ai ngỏ chơi. Dạ. Rồi, cái chào chú nghe. Rồi cảm ơn chú, cái chú cũng hay theo dõi. Dạ dạ. Dạ. Đây, thưa quý vị và các bạn. Đây là hình ảnh mà tang hoang mà quý vị nhìn thấy, từ nhìn từ góc nhìn từ trên cao ở bãi tắm Thuận An, thành phố Huế sau cơn bão Trà My, bão số 6. Cơn bão Trà My có một cái tên rất là mỹ miều, nhưng mà sau khi nó đổ bộ thì nó gây thiệt hại nặng nề như thế này. Đây đó, đây còn những cái hàng dương này. Đó là những con đường. Đây là những con đường. Đấy, quý vị thấy đây là những cái con đường này. Tuyến đường gọi là ven biển đây. Để phục vụ du lịch mà Thuận An đầu tư cách đây không lâu. Rất là kiên cố. Đó, và cái bãi biển á quý vị, cái bãi biển mà chúng ta hay tắm thì nó cách đây khoảng 5-60 mét, nó nằm ngoài xa kia quý vị. Đó, từ cái con đường này mà ra ngoài cái chỗ mà chúng ta bắt đầu tắm á, mép nước á, là phải cách 5-60 mét. Thì bây giờ nó như thế này đây, lấn sâu vào phía bên trong luôn, đất đá ngổ ngang. Một vài năm trước khi mà có những đợt mưa bão hoặc là lụt qua đi thì Lê Quang và về đều về đây để ghi nhận, mà chưa có những cái lần nào mà mình thấy thiệt hại nặng như thế này. Theo như mấy chùa đó thì thường là năm nào cũng bị, và cái tình trạng lở nó diễn ra Phú Thuận hay diễn ra Thuận An thì nó diễn ra rất là lâu năm rồi, chứ không phải mới đây. Tuy nhiên mà cái lần này là lần mà Lê Quang thấy là thiệt hại mà nó thuộc lại là nặng nề nhất. Đây, quý vị thấy sóng biển nó làm tan hoang thế này quý vị. Những cái lớp bê tông dày đến chừng 20-25 phân, đầu tư đây là gọi là đầu tư kiên cố đây, đầu tư thế này là gọi là đầu tư gần như là tượng trưng như là rất là kiên cố, mà hay người ta gọi là vĩnh cửu đây. Thực ra chẳng có gì vĩnh cửu trước thiên nhiên cả quý vị. Thiên tai nó đã làm bài tắm Thuận An nó như thế này đây. Không biết tới đây chúng ta sẽ tắm biển thế này. Đây quý vị thấy những cái cột thế này để mà xả nước ra ngoài, bây giờ nó trơ hết đấy. Nó có khi mà nếu như mà không có cái này chúng ta không biết rằng là có cái ống này. Nó bây giờ nhìn thấy cái ống này thực sự là không được phép xả ra thế này quý vị này. Nhưng bây giờ chúng ta lại thấy, còn quý vị thấy đấy, cái cột này, cái cột người ta đầu tư là trốn phía dưới đúng không, từ cái mép này này, lúc từ cái mép này lên là xuống là lúc đó mới đến cái phần cái từ cái móng của cái bài tắm phi khu cái này đây. Bây giờ nó trơ thế này đây. Ở phía trên thì nó bôi lên, còn phía dưới này thì nó trơ ra. Đây quý vị thấy đây là cột mốc này, cột mốc Phú Vang. Còn bên này là thành phố Huế. Đây, như vậy là cái chỗ này, cái vị trí này là cái vị trí ngắn giữa thành phố Huế và Phú Vang, từ cột mốc này. Nó vẫn còn ở đây để chúng ta nhìn thấy được quý vị. Sóng biển quá dữ dội.
giời ơi. Từng người mạng bê tông nó trơ ra như thế này đây. Quý vị nhìn thấy là người ta chằng chống những cái trên mái tôn, chứng tỏ rằng á là cái sóng biển nó cái gió nó không phải mạnh quý vị nhá. Bởi vì gió đó được ở thành phố Huế thì khoảng cấp 8 thôi, có thể cấp 8, cấp 9 thôi. À, nhưng mà cái sóng biển từ ngoài khơi nó vỗ vào thì nó lại rất là nặng, rất là cao. À, và cho nên là mọi thứ dường như là không thể trụ lại được. Đây, cả một cái quãng đường, cả một cái bãi tắm của Thuận An, Phú Thuận dài khoảng 1 km, à, hơn 1 km, thì nó đều là như thế này cả, nó đều là như thế này. Cây cối cũng trơ ra. À, những cái mái tôn thì nó vẫn còn nguyên như thế này. Cây cối. Cái này chắc chắn là có sự vào cuộc của máy móc rồi, cho sức người không thể được quý vị. Bởi vì những cái tấm bê tông như thế này, những con đường bê tông như thế này nó phải nặng cả hàng tấn, vài tấn. Một cái mảng bê tông này nặng cả vài tấn. Đây, ngang đòi như thế này là liên quan là có thể là để quý vị hình dung được là cái mức độ thiệt hại của bãi tắm Thuận An nó như thế nào. Mọi thứ là bóng tróc hết. À, đây là một con đường để ra bãi tắm được quý vị này. Thuận An, Phú Thuận và Thuận An, cái này là cả Phú Thuận và cả Thuận An. Đoạn này đoạn Phú Thuận quý vị, đoạn này đoạn Phú Thuận rồi. Phú Thuận là thuộc Phú Vang, Thuận An thuộc thành phố Huế, hai địa phương nó giáp nhau. Ngoài kia là ban quản lý bãi tắm. Đây là những tấm biển quảng cáo bị gió bão cuột bay. Này, còn đây đất đá lộn ngộn. Những tầng đá đã bị sóng cuốn vô đó quý vị, cuốn trôi vào đây. Mọi người là cùng nhìn nhau thôi. Dạ chào anh. Thiệt hại ghê của anh ấy. Dạ. Ừ. Hình như cũng mấy năm rồi phải thấy là thiệt hại nhiều như viên này. Cái năm đi vì cái khoảng ở dưới đó thế mà dưới nơi kè hồ kè đá thì tất nhiên lên xẻ đây bằng vô nhiều đi chứ có cái năm mà vô nhiều đi mô. À dạ. Bây giờ hồ bờ kè dưới ở đó bằng kè dưới nó là tất nhiên lên đây xẻ. Nghe quá mà chỉ cần đèn thêm khoảng 2 tiếng hô dầu khoảng cả 8 giờ nữa nè. Mà à. Đèn 2 tiếng nữa là cái quán này bay xuống. Ừ. Bay xuống cái quán này vừa đi tỷ làm chứ đủ. Vừa rồi 1 tỷ là 800 đồng con đồ dùng cụ trong quán nữa, đồ tỷ ăn thuốc chi. À. Cứ 2 tiếng nữa tất là rực cái quán của nó xong. Mà hôm qua là nó vực đấy là mấy tiếng? Nó vực đấy là bao nhiêu thời gian? Dầu một quán của đó thì tổng cần được cả 6, khoai 6 giờ, 5 giờ bắt đầu đồ bồ vô mà. Khoảng cỡ 7 giờ bằng dừng, 7 giờ là tại dừng gió rồi, dừng sóng rồi. Của anh thấy cái tàn đá mà nằm đó cái nó phải 5 tấn chứ. Cái đó là 5 tấn đó nè. Ừ, 5 tấn mà đập bằng lực ngược vô con anh thấy đá mà từ ngoài này mà bộ đôi vạc đối ngoài này dơ bộ đôi vạc. Đã hết rồi, tất cả đá. Anh này đá mà nó đập bắn vô trong nữa là biết cơ nữa, nó sắc mạnh quá. Phải đơn giản. Đó. Như vậy thì anh nói như vậy cũng có lý, bởi vì cái vấn đề là khi mình kè một cái vùng bên đỡ là một thì sẽ lên làng sẽ là vì có bồi có lợ đúng không ạ?
thôi. Hey, thưa quý vị, tuy là chúng ta chưa có phải phân tích nhiều, nhưng mà Lê Quang nghĩ là thấy là cũng có một cái, anh nói như vậy cũng có một cái hợp lý, nó cũng có một sự hợp lý đấy. Bởi vì rất là nhiều năm trước, có thể là bão nó còn lớn hơn nữa, nhưng mà nó lại cái tình trạng thiệt hại nó cũng được như không như bây giờ. Nhưng mà sau khi có kè biển ở dưới kia thì dưới kia ít thiệt hại hơn, thì bên này là thiệt hại hơn. Thì cái đó thì chúng ta cần phải phân tích. Vì thật ra là quy luật của tự nhiên là khi nào cũng có bồi có lợ, quý vị. Nhiều khi chúng ta ngắn ở chỗ này lợ thì nói chỗ khác nó lại bôi, ngắn ở chỗ khác bôi thì chỗ khác nó lại lợ. Đây là chỉ là một số những cái suy đoán của anh thôi, còn mình cũng chưa hình dung được là có phải không, quý vị nhá. Đây, còn đây là bắt đầu dọn dẹp, đang dọn dẹp, nhưng với sức người thế này thì Lê Quang nghĩ là cũng hơi khó. Cái này mình làm chi đấy anh? Đập nhỏ nó bơi xuống đôi như sao này. À, đập nhỏ nó bơi mà đôi đài hả? Cái đá bơi đi đài bơi được không? Dạ, dạ. Đó, mà người ta cưa cắt cây. Đó, chỉ cần khoảng vài tiếng thôi, nếu như mà sóng biển không ngừng thì mọi thứ cái chỗ này có lẽ thành bình địa rồi. Anh còn bảo là còn máy nữa. Dạ. Thiệt hại ghê quá bác ấy. Thiệt hại nhiều đó. Lỡ được cả thiệt hại thôi. Lúc có 5 mô mà thấy mà chỗ này được. Đúng rồi. Dạ dạ. Năm đi mà là ảnh hưởng không ơi, gọi quá ghê ấy. Chứ nếu mà nó mà con thêm vài tiếng là chắc là bác hết cái thời. Dạ dạ, là cái cỏ nó bị ứ luôn. Dạ. Cỏ nó bị sập luôn. Sập luôn. À, còn nó cũng già lắm. Bị cả đánh ấy. Dạ dạ. Thì bây giờ mình khắc phục đúng không ạ? Dạ, được khi nào, được khi nào hay dừng đấy không ạ? Dạ dạ. Rồi cảm ơn bác. Dạ dạ. Thưa tất cả quý cô chú anh chị và quý khán giả, như vậy là quý khán giả vừa cùng Lê Quang chúng ta đi dạo một vòng ở bãi tắm Thuận An và Phú Thuận. Thuận An là thuộc thành phố Huế, Phú Thuận là thuộc huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Những hình ảnh mà Lê Quang ghi nhận lại nó đẹp bao nhiêu trong cái thời điểm cách đây hơn một tháng, cái thời điểm mà Lê Quang cuối cùng mà Lê Quang về đây tắm, thì bây giờ được thấy bằng một hình ảnh điêu tàn, phải nói là điêu tàn tang hoang, rất là khủng khiếp. Cái cơn bão Trà My vừa rồi nó đã làm thiệt hại rất là nặng nề cho cái cảnh quan, cho cái hạ tầng của cái bãi tắm này, mà không biết bao giờ thì mới phục hồi được, quý vị. Chắc là rất rất lâu và tốn rất là nhiều thời gian thì mới thể có thể phục hồi được cái những cái thiệt hại của cái cơn bão nó đã gây ra. Một lần nữa thì Lê Quang xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những video khác ở trên kênh quý vị nhé. Xin chào tất cả quý vị.